nhạt đầy anh trở về thăm em. Bao lần ngồi thâu đêm nghe mùa xuân vừa đến. Em ơi hoa thắm rơi ngập đường, trời nắng se vương vương. Lòng nhớ tới em luôn khi chiều tan chim gọi đàn. Anh ơi đôi lúc nghe lòng buồn trên sườn đồi thông xanh. Sương phủ đầy vai anh, cánh tàn trắng mơ anh. Long lanh sao rất vương đầy trời, dòng thác trắng bao la. Chờ sáng đến chim ca cho đường dài cũng không xa. Người yêu ơi biết chăng anh về. Người yêu ơi nhớ chăng lời thề. Anh say sưa nhịp bước trên hè, anh nâng niu nụ hoa vừa hé. Đôi môi xinh người em nhỏ bé mộng mơ. Mùa xuân ơi biết tôi yêu đời. Mùa xuân ơi nói sao nên lời. Em ơi em dù nhớ vơi đầy, bao lâu nay đợi nhau là mấy. Anh đâu ngờ bên bờ hạnh phúc là đây. Anh ơi xuân đến bên thềm rồi, nhấp rượu hồng phơi đi. Hết rồi mùa chia ly, cho tình xuân vừa ý. Xin yêu thương đến đôi bạn hiền, để xóa hết cô đơn. Rồi quyến luyến nhau hơn, cho người em thôi giận hờn. Xuân nay ta chúc cho mẹ già vui vườn cả thêm hoa. Vui ruộng đồng bao la, tóc bạc phơ đẹp quá. Xin yêu thương đến với hận thù, để tiếng hát hôm nay. Người chiến sĩ mơ say bên đàn trẻ bé thơ ngây. Xuân ơi biết tôi yêu đời. Mùa xuân ơi nói sao nên lời. Em ơi em dù nhớ vơi đầy, bao lâu nay đợi nhau là mấy. Anh đâu ngờ bên bờ hạnh phúc là đây. Anh ơi xuân đến bên thềm rồi, nhấp rượu hồng phơi đi. Hết rồi mùa chia ly, cho tình xuân vừa ý. Xin yêu thương đến đôi bạn hiền, để xóa hết cô đơn. Rồi quyến luyến nhau hơn, cho người em thôi giận hờn. Xuân nay ta chúc cho mẹ già vui vườn cả thêm hoa. Vui ruộng đồng bao la, tóc bạc phơ đẹp quá. Xin yêu thương đến với hận thù, để tiếng hát hôm nay. Người chiến sĩ mơ say bên đàn trẻ bé thơ ngây. Xin yêu thương đến với hận thù, để tiếng hát hôm nay. Người chiến sĩ mơ say bên đàn trẻ bé thơ ngây. Rồi bắt đầu nhé. Rồi hôm nay và ngày hôm nay là ngày 20 tháng 11, là ngày kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam. Chúng em được đi ăn một chầu đã đời thì đó chính hiệu nhà hàng nó có giảm giá 100.000, nhưng mà đó là tiền tiếp nên không có thối lại cho bạn. Nó phải về nhà làm cái chuyện rút thăm, vì nếu rút thăm ở đây bà tốn thêm 4 lần nữa nên là ừ đó. Cái
lên được một chuyện quá nên nó cổng về ông dê mà phát.